Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bardo Official. Các bạn thân mến, là trong cái lĩnh vực dịch vụ photo mà mình đang làm á, thì có nhiều trường hợp nó sẽ gây ra cho chúng ta rất là bực mình. Đó là cái trường hợp mà máy photo của mình nó bị kẹt giấy liên tục. Ở video này mình muốn chia sẻ tới một số cái cách mà xử lý của mình để khi trong quá trình mà máy nó kẹt cho các bạn, để các bạn có thể là khi mà các bạn gặp trường hợp như thế thì các bạn có thể vận dụng, các bạn xử lý công việc, xử lý máy của mình để phục vụ cho công việc của mình tốt hơn. Các bạn biết là máy photo thì nó có hầu như là nó là dạng chuyển động của những cái bộ phận cơ. Những phần men thì nằm phía sau thì mình không nói, những bộ phận cơ. Mở cái máy ra. Nhất những cái vị trí mà kẹt của cái máy thì các bạn mở, đối với những cái kẹt thông thường, đối với những cái kẹt thông thường thì các bạn mở cái nắp máy này ra thì các bạn thấy trên đây nè, bạn thấy chưa? Tức là nó sẽ có cái hướng dẫn một số cái vị trí kẹt giấy mà mình có thể xử lý và cái cách xử lý nó như thế nào. Thì ở trên cái máy này, ví dụ như những cái phần mà màu xanh như thế này nè, hoặc là những cái chữ màu xanh này đó, đây nè, màu xanh như thế này, ví dụ cái cần này màu xanh, thì nó sẽ cho chúng ta can thiệp vào để chúng ta xử lý một số tình huống như kẹt giấy. Ví dụ như cái này là bật cái bèo xuống nè, bật bèo xuống, mình quay lại cho nó rõ cho các bạn thấy nha. Ví dụ đây là bật bèo xuống, đây là cái trục để mà lăn cái của bên cái cuộn rulo ép và rulo sấy. Đây là cái trục C2, trục B2. Thì có nhiều lúc đó, thì cái máy các bạn chạy rất là tốt, nhưng mà có một cái lúc đó, thì máy của bạn nó sẽ kẹt cháy liên tục và các bạn cũng không biết được sao. Có khi là nó đầu tiên là có thể là kẹt cháy là nó kẹt ở do cái bánh xe ở phía dưới cái chỗ cắt cái cụm lấy giấy nó bị dơ. Thì với cái chỗ đó nó bị như thế thì hầu như là giấy nó sẽ, khi mình lấy cái tờ giấy đầu ra thì cái thấy sẽ cái dấu cái bánh xe nó dơ, thì do đó là các bạn tháo cái bộ bánh xe ra, các bạn vệ sinh, các bạn dùng cồn, các bạn vệ sinh rồi các bạn để ráo khô hết rồi các bạn lắp lại. Thì cái cách tháo như thế nào thì những cái có những cái video trước mình đã chia sẻ rồi, thì mình không có làm cái video này nữa. Do đó là các bạn cứ vào trong cái kênh Bardo Official, các bạn vào trong một danh phát là chia sẻ kinh nghiệm photo in ấn, thì các bạn vào đó các bạn tìm các video, các bạn coi, hình như trong đó là hiện tại bây giờ mình đang khoảng 100 mấy chục cái video rồi đó, về nghe cái ngành nghề photo in ấn và cách sửa chữa một số cái khắc phục một số cái máy bị hư hỏng. Đó là cái vị trí kẹt thứ nhất. Bắt đầu mình sẽ nói từ ở phía dưới, mình sẽ nói lên để cho các bạn dễ hiểu. Cái vị trí kẹt thứ hai đó là kẹt ở phía sau máy, tức là phía sau máy nó có cái nút của cái miếng ép á. Thì thông thường thì nó ít kẹt thu khi ở phía sau lắm, nhưng mà có trường hợp ví dụ máy lâu hoặc là máy bụi quá thì những cái bánh xe màu trắng của cái miếng ép á, nó bị cứng, thì nó khi mà lên tới đó nó sẽ không truyền, nó không có chạy được, cho đó cháy nó sẽ kẹt ở vị trí đó. Đó là cái vị trí thứ hai. Còn khi mà cái vị trí mà nó kẹt giấy á, mà nửa tờ trong khay và nửa tờ ra cái miếng ép phía sau, thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới là cái vấn đề là cái bộ lấy giấy. Cái bộ lấy giấy thì trong đó nó có một số cái nhông, một số cái vật đạn một chiều, thì nó bị do lâu ngày, có thể là trong quá trình chạy mình máy của mình đổ từ hoặc đổ mực xuống, nó bị cắn kẹt ở trong tất cả các mấy cái con vật đạn một chiều đó, thì nó sẽ không chạy được, và khi mà máy nó quay nó bị cắn, nó không lấy giấy được. Hoặc là khi mà nó chỉ quay tới một nửa tờ thôi thì nó sẽ gây ra tình trạng là đứng giấy ở khu vực đó. Thì đó là cái vị trí thứ ba là các bạn nên chú ý. Cái vị trí thứ tư, tức là khi các bạn lên, các bạn sẽ thấy là ở trên vị trí khu B1 và B2, khi lên đó mà giấy nó cứ bật cái nắp B2 không, tức là cái nắp B2 bật ra, thì khi đó các bạn sẽ chú ý tới cho mình, các bạn kiểm tra xem là ở phía sau cái nắp B2 đó, là nó có một cái tấm phim, các bạn coi thử cái tấm phim nó có bị hở ra hay không. Tại vì tấm phim đó là nó sử dụng bằng keo hai mặt nó dán lại, nó giữ bằng keo hai mặt nó dán lại, do đó các bạn có thử là nó có bị hở ra hay không.
Thứ nhất nếu mà không hở thì các bạn coi thử là cái tấm phim nó có bị mòn hay không, đôi khi nó bị mòn, nó bị lủng một lỗ, thì khi cái tờ giấy nó lên tới đó, nó bị vô tình cái mép giấy nó bị chọt vào cái lỗ đó thì nó sẽ gây tình trạng bật cái nắp bài hai ra. Thì đó là cái thứ tư, cái vị thứ tư. Cái vị trí thứ năm là khi mà giấy lên tới 2C2 thì nó không có chạy nữa, nó cũng đứng nó luôn, nó bật lại thay thay B1 ra, thay B1 B2 ra. Thì khi đó các bạn sẽ coi chú ý là nếu các bạn kiểm tra, nếu mà cứ chạy lên, các bạn mở cái nắp máy ra cho mình đây nè, các bạn dùng hai cái cây tua bít đó, các bạn chọt hai cái chỗ lỗ mạch điện á, lỗ chỗ đóng điện á, các bạn chạy thử một tờ, các bạn coi thử là cái trục B1 phía C2 này nó có quay hay không, mấy cái trục này nè. Nếu á mà cái trục B2 nó quay mà B1 không quay thì các bạn hãy ra xong máy, các bạn mở ra ở phía sau đó nó có một cái bộ motor để nó xoay cái trục C2 này, và nó sẽ có tác dụng là nó sẽ đưa giấy qua, nó sẽ đưa giấy qua. Đó là vị trí của cái C2 đó. Thì phía sau cái cụm đó nó có một sợi dây coro, các bạn coi thử sợi dây coro đó nó có bị mòn, bị đứt. Có khi các bạn sẽ thấy như thế này nè, cái dây coro nó nhiều lúc nó không có bị đứt hết, nó không bị hư hết, nhưng mà nó hư có một một hai răng gì đó. Thì khi mà nó chạy qua được cái răng đó thì nó chạy luôn. Rồi xong tới cái chỗ cái phần đó là nó khựng lại, đôi khi cái giấy của mình lên nó gặp tới cái răng cái dây của roi mà nó bị hư chỗ đó thì nó sẽ không chạy nữa đó. Đây là vị trí thứ năm mà nó kẹt giấy là chỗ C2 này, bật này. Tiếp theo đó là kẹt giấy ở khu B. Kẹt giấy ở khu B, xin lỗi, kẹt giấy ở cái cụm sấy, tức là kẹt giấy ở cụm sấy. Kẹt giấy cụm sấy thì nó cũng đơn giản, cũng nghĩ cái cũng đơn giản. Thứ nhất là các bạn, nếu mà các bạn cũng xem mở máy ra như thế này mà các bạn xem á, mà nó không có quay, khi mà mình chạy nó không có quay cái trục D1, nó không quay trục D1, thì các bạn hãy kiểm tra lại phía sau máy, các bạn mở ra nó có một sợi dây coroa, nó sợi dây coroa, thì các bạn coi thử cái sợi dây coroa đó nó bị hư hay không. Thì thông thường mấy máy mà chạy lâu thì nó hay bị hư cái sợi dây đó, thì cái dây đó nó rất là hoạt động rất là nhiều, nó dùng máy, nói chung dây coro nào nó cũng hoạt động rất nhiều, các bạn cũng lấy sấy, do đó là các bạn coi thử nó có bị đứt hay không. Nếu bị đứt thì các bạn mua thay. Thì những cái video này thay những cái phần này thì mình đã có làm hết rồi, thì các bạn cứ lên trên cái kênh của mình các bạn coi nhé. Tiếp theo nữa là một cái dây coro ở phía sau, đây. Dây coro ở phía sau cái cụm sấy này, đây một dây coro. Thì các bạn cũng mở ra, các bạn kiểm tra coi thử là nó có bị đứt hay là nó bị hư gì không, thì các bạn mở ra các bạn thay luôn nha. Tiếp theo nữa là các bạn coi cái bộ cò nha, coi thứ cò nó có bị mòn hay không. Đôi khi nó cái cò nó bị mòn nó cũng sẽ gây một số hiện tượng như là kẹt giấy, hư giấy. Đó là những cái phần của cầm sấy. Xuống phần E2, xuống phần E2 là cái bộ phận đúplet á, thì các bạn xem cái bộ phận đúplet á thì hầu như là nó chỉ có các bạn vệ sinh mấy cái đầu cò thôi, mấy cái đầu đây là các bạn bật mình quay lại đây nè, các bạn mở ra thứ này các bạn bật lo tay, chủ yếu là ngay chỗ này nè nó có những cái màu xanh như này rồi cho mình can thiệp nha. Thì trong đây thường thường nó có cái dấu mũi tên, đây là cái E2, E3 chứ, E3. Các bạn vệ sinh những cái phần đầu chỗ này thì đo thường thường nó bám mực này, các bạn vệ sinh mấy cái lưu lô bánh xe này như thế này, các bạn lau sạch, hầu như là cái bộ phận này chỉ có lau sạch thôi, nó không có bị hư hỏng hỏng hóc cái bộ phận như là dây coro hay gì, hầu như là không có. Còn một cái nữa các bạn biết là khi mà máy nó chạy lên, mà đây là cái phần mà mình mới vừa bị xong, tức là các bạn biết là khi mà máy nó vừa chạy lên tới cái chỗ B2 đó, là nó bị kẹt, cứ tới B2 là mới bung cái nắp ra. Thì khi mình kiểm tra lại hết tất cả các bộ phận, ví dụ như C2, B2, B1 thì nó quay bình thường, nhưng mà tới đó là nó bị kẹt ra. Các bạn biết nguyên nhân của nó, tức là do cái cụm lấy giấy phía dưới, cụm lấy giấy của cái thay thay 1 nè, cái bữa mình bị hư chỗ thay 1, tức là khi mà cụm lấy giấy xong nó lấy lên, tức là qua cái phần đó nó cuốn được cái giấy lên, nhưng mà khi nó bắt cái giấy thứ hai nó bắt không có được, do đó là cái giấy thứ nhất mới vừa chạy lên hết B2, vừa chạy lên được B2 là nó sẽ bị đứng lại. Do đó là mình đã thay thử, tại đợt trước mình cũng nghĩ về cái bộ phận cầm giấy, do đó mình đã thay cái bộ phận cầm giấy thế này nè.
các bạn thấy đây là có đựng cụm giấy, cụm lấy giấy. Thì khi các bạn biết là khi mà mở ra đó, khi mà mở cụm lấy giấy mình thì mình coi, khi mình kiểm tra các bạn sẽ thấy đây, chắc có thể ở đây không, các bạn không thấy đâu, không thấy rõ hả, các bạn cố gắng là mình soi soi chút thôi. Đây nè, nó bị bể cái miếng nhựa mà nó kẹp vô trong cái motor này, nó xoay nó bị bể, do đó là khi mà nó bắt giấy lên được đó, thì nó chỉ bắt được một tờ thôi, qua tờ thứ hai là nó dính vào trong cái phần của bị bể đó, nó không bắt được là thứ hai, do đó là khi mà cái giấy nó vừa lên tới B2 lên tới C2 thì nó sẽ bị kẹp, nó bung cái nắp nó ra. Thì do đó là khi mà các bạn gặp trường hợp như vậy á, thì các bạn mình cũng nghĩ tới là chắc là do cái bộ phận dây cu ro phía sau C2 nó bị hư. Nhưng mà khi mà các bạn đã kiểm tra rồi, kiểm tra bộ phận C2 rồi nó ổn định, nó chạy được, thì các bạn nên nghĩ về phần này, nghĩ về phần này. Tại vì khi mà cái này á, tại vì các bạn biết cái cụm này, cái cụm lấy giấy mà ở trên cái thay một á, thì hầu như nó hay bị từ với lại mực nó rớt xuống nhiều hơn là những cái bộ phận lấy giấy ở phía dưới. Khi đó thì nó hay bị kẹt. Do đó là khi mà các bạn làm á, thì khi với trường hợp này thì các bạn hãy thay đi, hãy đổi lại cái cụm giấy. Còn nếu các bạn không có hai máy, thì các bạn có một máy á, thì các bạn hãy lấy cái khay, ví dụ như mình bị ở khay 1 thì mình lấy từ khay 2 hoặc là khay 3 thường thông thường thì ít chạy hơn, thì mình có thể mình lấy ở khay 3 khay 3 mình lấy lên, tại vì khay 1 với khay 2 với khay 3 thì nó có công dụng như nhau. Thì khay 2 chúng ta có để, cũng có thể để được cái tờ giấy A3 vô, cho đó chúng ta sẽ chỉnh lại thôi. Cho đó là khay 1 với khay 2 nó giống nhau, thì mình lấy một trong hai khay đó mình đem lên, mình cho nó chạy. Và sau khi mình gặp trường hợp vậy, mình thay vào thì máy nó chạy bình thường. Các bạn thấy đôi khi có những số cái mình không nghĩ nó lại bị kẹt, nó bị hư ở chỗ bộ phận đó. Tại vì khi mà các bạn biết giấy nó đã lên B2 rồi thì mình cứ tập trung vào trong C2. Nhưng mà khi đó, khi mà các bạn gặp máy á, mà nó bị trục trặc có vấn đề gì, thì các bạn hãy mở nắp máy ra hết, mở cái nắp máy như thế này, chặn hàng chốt cho mình. Và sau đó các bạn chạy thử một tờ thì các bạn coi thử là nó các bạn sẽ đánh giá là nó thuộc về bộ phận nào, và sau đó các bạn sẽ tập trung xử lý những cái bộ phận đó. Hoặc là xe bạn, ví dụ như những cái chai cu ro như thế này, thì các bạn đã có những cái lệnh để kiểm tra rồi, thì các bạn hãy bấm những cái lệnh đó, các bạn kiểm tra một lần nữa và coi thử nó xác định là cái máy nó bị hư chỗ nào. Cũng giống như là khi mà máy nó gặp trục trặc hay là gặp tiếng kêu, thì các bạn cũng có thể là thử những cái lệnh đó. Ví dụ như có thể là nó kêu ở room hoặc là nó kêu ở hộp từ, thì các bạn có thể mở máy bật lên những cái chế độ lệnh để chúng ta kiểm tra. Đó là một chút cái kinh nghiệm mà mình đã gặp phải, mà mình đã xử lý, mình muốn chia sẻ đến cho các bạn, để các bạn nào gặp trường hợp này, các bạn cũng có thể là suy nghĩ coi thử là các bạn đánh giá, các bạn xem coi thử máy mình nó thuộc bộ phận nào, để các bạn có thể là thay thế hoặc là sửa chữa để phục vụ mình tốt hơn. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng theo dõi, và hãy bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho video. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho kênh nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là thành công và đắt khách. Xin chào các bạn.